xin mến gửi lời chào thân ái từ chương trình Kinh Thánh Giải Đáp tới hết thảy các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một câu chuyện, một có một vị vua Israel. Vị vua đó có tên là Achazia. Chúng ta cùng nhau học bài học này, và qua bài học này chúng ta nhận biết một điều rằng khi ơn Chúa tới, mà nếu như lòng con người cứng cỏi thì nó càng cứng cỏi hơn, không ăn năn. Còn nếu như có một cái lòng tốt thì ơn Chúa đến giống như nước tưới để cho cái đất đó sinh ra kết quả. Rồi mặt trời là lời Chúa tới khiến cho cây cối từ cái miếng đất tốt đó nó mang lại bông trái nhiều hơn. Chúng ta cùng nhau học bài học của vua Achazia. Vua Achazia là con trai của vua Ahab. Ahab sau khi trị vì khoảng 11 năm qua đời thì con trai của vua Ahab bước lên thay cha của mình. Ông này cai trị Israel được 2 năm. Qua một cái tai nạn mà lời Chúa phán ông sẽ chết mà không chịu ăn năn. Và tên Achazia có nghĩa là được Đức Giê-hô-va nâng đỡ. Thế mà khi ông ta ngã lầu, bị thương, ông ta lại sai người tới đi cầu vấn Baal-Zebub, là một thần tượng của vùng đất đó. Và chúng ta được biết rằng 10 năm trước, chính thần Baal này cùng với 450 tiên tri giả của họ đã bị lửa từ trời, từ Đức Chúa Trời, khi Eli cầu nguyện lửa từ trời thiêu nuốt của lễ thiêu. Và chính Eli đã hạ lệnh giết 450 tiên tri giả này. Thế mà bài học của đời cha mà vua Achazia không hề học bài học này. Bởi vậy cho nên để biết rõ hơn, chúng ta cùng nhau vào xem câu chuyện được chép trong Các Vua Hai đoạn 1 từ câu số 5 trở đi. Tôi xin đọc: Các sứ giả trở về cùng Achazia, người hỏi rằng vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng có một người đi đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi, và nói với người rằng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy trong Israel, há không có Đức Chúa Trời sao? Nên người sai đi cầu vấn Baal-Zebub thần của Ekron. Bởi cớ đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Wow! Đây là một cái lời tiên tri về đời sống của một con người thật là kinh hoàng. Nhưng hẳn sẽ chết. Chúng ta cùng nhau xem phản ứng của một con người khi nghe được lời tiên tri này như thế nào. Vua bèn hỏi họ rằng người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa, người đó mặc áo lông, thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng ấy là Eli, người Thisebe. Wow! Khi nghe một sứ điệp rằng mình sẽ chết, khi nghe một sứ điệp rằng mình phạm tội, đáng lẽ ra phải suy xét lại lòng của mình và lập tức quỳ gối, dắt cho lên đầu, xé áo mà ăn năn, thì vị vua này lại điều tra nhân chứng xem cái người phát ra là ai. Tôi để ý thấy cuộc sống chúng ta có nhiều khi những con người mà có lòng cứng lòng mà không chịu ăn năn đó, khi một sứ điệp ăn năn tới với họ thì họ sẽ có phản ứng như sau này. Một là họ tìm cách dập sứ điệp đó, nói rằng sứ điệp đó là sai. Một cái cách thứ hai là họ tìm cái người mà được Chúa bày tỏ đó để họ diệt nhân chứng. Và vị vua này là con người như vậy. Đáng lẽ sứ điệp ông ta nhận được cho bản thân ông ta sẽ ăn năn, suy xét bản thân của mình và ăn năn hết tấm lòng trước mặt Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ tha thứ cho vì Ngài giàu lòng nhân ái và tha thứ. Nhưng mà ngược lại, ông lại đi tìm, ông lại hỏi xem ok, người đó là ai. Cái vấn đề không phải người đó là ai, cái vấn đề là cái lời đó nói cho tôi đúng hay không. Tôi phải suy xét, và nếu đúng tôi cần tiếp nhận và ăn năn, còn nếu sai tôi bỏ sang bên. Nhưng mà nhân vật này đi tìm cái người mà phát ra cái đó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem là đây là cái kết quả vì sao lửa từ trời thiêu nuốt những con người mà vua sai đi đến tìm Eli. Bởi vì ông ta muốn tìm Eli để giết Eli. Vua bèn sai một quan cai 50 lính đi với 50 người lính đến cùng Eli. Và Eli đương ngồi ở chót gò, quan cai nói với người rằng hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Eli đáp cùng quan cai 50 lính rằng nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt ngươi luôn với 50 lính của ngươi đi. Và lửa từ trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Wow! Đây chính là điều mà chúng ta dừng lại một chút để học. Vì quan cai này nói một cái giọng sách mẹ,
Ông nói rằng hỡi người của Đức Chúa Trời, thường như người Israel ngày xưa khi nói người của Đức Chúa Trời có nghĩa là nói về tiên tri của Đức Chúa Trời, có nghĩa là cái người mà được Chúa sức dầu và sai tới. Chúng ta được biết rằng chỉ có vua, chỉ có thầy tế lễ và có tiên tri mới được Chúa sức dầu thôi. Và đây là vị quan đã sách mé, vua đã sai vị quan này đến sách mé đụng vào đấng được sức dầu, nói rằng hỡi người của Đức Chúa Trời, hỡi người được sức dầu. Mà lại sách mé ở chỗ là vua đòi người, vua nào ở đây? Nếu như người này là người của Đức Chúa Trời, có nghĩa là ông ta được một vị vua chuyên môn vua sai tới, và vị vua chuyên môn vua đó phải cao hơn là vua dưới đất này, và vị vua dưới đất này là một tên phạm tội cần phải ăn năn. Thành ra Eli có nói rằng nếu ta thực sự là người của Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ bảo vệ danh dự và bảo vệ ta khỏi sự gian ác và mưu ác của người. Và lời Chúa chép rằng lửa từ trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Chúng ta cùng nhau xem biểu hiện tiếp của vua Achazia nhé. Achazia khi biết chuyện này, không những ông không chịu ăn năn mà ông lại còn sai đến với Eli thêm một lần nữa, một vị quan với 50 người lính khác. Và vị quan 50 người lính này đến gặp Eli và nói rằng hỡi người của Đức Chúa Trời, cũng một sự sách mẹ và trong mưu ác như vậy, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Đây là một cái lệnh của một người giống như quan thị vệ với một kẻ phạm tội, giống như một viên cai ngục với một tên tù vậy. Hãy mau mau xuống, đây là một sự sách mẹ, một sự phạm thượng. Nhưng Eli đáp với người rằng nếu ta là người của Đức Chúa Trời, lại một lần nữa, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ta. Nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt người với 50 lính của người đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với 50 lính của người. Có thể bạn nghĩ rằng sao mà Eli ác thế? Không, đối với tôi á, ông ta không hề ác. Nếu như ông ta đến từ cái việc ác của bản thân ông ta thì ở đây là lửa siêu nhiên chứ không phải là lửa mà ông cứ đốt. Thế ra nếu như không phải đến từ Chúa thì bất cứ một cái điều gì mà Eli muốn đều không được thành hết. Và ông đã nói với một điều rất đặc biệt rằng nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trời sẽ thiêu đốt các người. Và cảm ơn Chúa, chính Chúa Ngài đã dùng lửa của Ngài để bảo vệ tiên tri của Ngài bởi vì những mưu ác mà họ định làm. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau biết rõ mưu ác gì. Tiếp theo, sau khi hai phép lạ xảy ra như vậy, câu 13, Achazia lại sai một quan cai 50 lính với 50 lính của mình tới nữa. Wow, lần thứ 3, 3 lần nhá. Quan cai này lên liền đến quỳ gối trước mặt Eli cầu xin người rằng hỡi người của Đức Chúa Trời. Ông này quỳ gối chứ không sách mé như trước đây nữa. Và ông nói rằng là hỡi người của Đức Chúa Trời, ông rất là tôn trọng. Xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này, là kẻ tôi tớ của ông, là kẻ tôi tớ của ông. Dạ, vì quan này đối với tôi đó rất là mềm mại, khiêm nhường và khôn ngoan. Kìa, lửa đã giáng từ trời thiêu nốt hai quan 50 lính trước và 50 lính họ. Nhưng bây giờ xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông. Wow, 102 người đã chết. Và vị quan thứ ba này, ông ta vẫn vâng mạng lệnh của vua Achazia tới gặp Eli. Nhưng trước mặt Eli, ông ta đã có sự khôn ngoan, khiêm nhường hạ mình. Ông ta biết vị trí của mình. Đối với vua, ông ta vẫn vâng phục. Nhưng đối với người của Đức Chúa Trời, ông ta khiêm nhường hạ mình. Ông ta biết được vị trí. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Và chính con người này bởi sự khôn ngoan biết vị trí của mình, biết sợ kẻ nào và biết vâng phục kẻ nào. Chúng ta không chống lại nhà cầm quyền, không chống lại những người mà được đặt trên chúng ta. Nhưng nếu như họ làm sai thì chúng ta không có thái độ chống cự lại họ, không khinh bỉ họ, nhưng mà chúng ta vẫn phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn. Và con người này vâng phục vị vua bắt ra lệnh phải tới gặp Eli. Nhưng khi gặp Eli rồi thì ông ta vâng lời Đức Chúa Trời, có nghĩa là ông ta tôn cao Đức Chúa Trời và ông ta kính sợ người mà Đức Chúa Trời đã đặt trên dân sự, đó là tiên tri của Chúa là Eli. Thế nên ông ta nói rằng xin xem mạng sống, ông ấy xin xem mạng sống của tôi là quý trọng trước mặt ông. Ông ta đã nêu ra sự kiện của hai vụ trước. Thành ra
Lúc này thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Eli rằng hãy nhớ, bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, đó có nghĩa là Đức Giê-hô-va. Bởi vì chúng ta nhìn thấy Abraham quỳ sắp mặt trước mặt thiên sứ của Đức Giê-hô-va này. Rồi chúng ta nhìn thấy cha mẹ của Samson nhìn thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi theo ngọn lửa lên trên trời này. Thành ra tất cả những chỗ nào mà nói rằng thiên sứ của Đức Giê-hô-va có nghĩa là Đức Giê-hô-va đấy. Ở đây Đức Chúa Trời phán cùng Eli rằng hãy đi xuống với người, chớ sợ chi. Đây, vì sao lại chớ sợ chi? Vì là ở trong hai cái lần đi trước kia đó, hai vị quan kia là có mưu mô giết Eli. Thành ra Chúa đã bày tỏ cho Eli biết, còn lần này Chúa lại bày tỏ cho Eli biết rằng bây giờ đó đừng có sợ gì, hãy đi cùng, bởi vì cái viên quan này đó sẽ không làm việc xấu cho người đâu. Vậy Eli trỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua. Câu 15 này chúng ta nhìn thấy rằng cái mưu mô của vua Achazia cộng với lại hai toán quân trước đó là có mưu mô ác, và chính lửa từ trời đã răng ra để bảo vệ tôi tớ của ngài. Thấy cho anh chị em ơi, trong hoàn cảnh rất là bi đát hiện tại, trong tình hình chính trị, tình hình thế giới đang rất là lộn xộn ở châu Mỹ và tại châu Âu, châu Á, nhưng mà chúng ta được biết rằng bất cứ kẻ nào kính sợ ngài thì thiên sứ của ngài răng xung quanh. Và khi thánh trách sách Gióp rằng là ngài răng hàng rào xung quanh bảo vệ những người công bình của ngài. Thành ra ở đây lửa của Chúa đã bảo vệ tiên tri Eli, và Eli tới gặp vị vua. Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh-xê-bụt thần của Ekron, há ở trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc quả sẽ chết. Và Kinh Thánh chép rõ ràng rằng vua Achazia đã chết theo đúng như lời Chúa đã phán. Ở đây chúng ta học một bài học rất là quan trọng, là khi mà lòng chúng ta chai cứng, lòng chúng ta ngang bướng đó, thì ơn của Chúa tới nó chỉ khiến cho lòng chúng ta càng chai cứng hơn thôi. Bài học của Pharaoh đã từng chai cứng, bài học của vua Herod ngày xưa khi Giăng Baptist đến để nói cho ông biết về cái tội của ông đã bắt tiên tri của Đức Chúa Trời và cắt đầu. Chính vì vậy mà qua bài học vua Ezechiel này, chúng ta cần phải xin Chúa cho cái tấm lòng của mình thật là mềm mại, tấm lòng của mình thật là sẵn sàng để khi lời Chúa chỉ bảo chúng ta là chúng ta lập tức ăn năn ngay, ai nghe và làm theo. Điều đó rất là quan trọng, giống như người khôn ngoan xây cất nhà mình trên đá, khi nước xa gió lay xô động không hại, không hư hại gì hết. Một bài học thứ hai mà chúng ta được học ở chỗ là bài học của vị quan thứ ba đó là hãy biết được vị trí của mình, đừng có ra lệnh, đừng có hống hách. Đối diện với con người nào cần phải vâng phục, đối diện với Đức Chúa Trời chúng ta cần phải vâng lời, chúng ta cần phải biết vị trí của mình để không bị lộn xộn, giống như hai vị quan đầu tiên mà sách mé có mưu đồ ác rồi dám ra lệnh cho tiên tri của Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên xin Chúa ngày ban ơn cho mỗi chúng ta, hãy vâng phục các nhà cầm quyền, hãy vâng phục cha mẹ, hãy vâng phục trưởng lão mục sư, hãy người vợ hãy vâng phục chồng của mình. Đó là chính là những cái điều gì mà Chúa muốn chúng ta biết. Vâng phục có nghĩa là cái thái độ tấm lòng của chúng ta tôn trọng họ kể cả họ làm sai, nhưng vâng lời đó thì đó là phải vâng lời Đức Chúa Trời. Còn những cái con người kia nếu như nói đúng theo đúng như lời Đức Chúa Trời nói đó, thì chúng ta sẽ làm theo. Còn nếu như họ nói sai theo lời Chúa thì chúng ta vẫn trong sự vâng phục nói rằng không, tôi rất tôn trọng anh, tôi rất tôn trọng ông, nhưng tôi không thể làm theo điều này được bởi vì nó trái với ý muốn của Chúa Trời. Hãy nhớ, vâng phục và vâng lời hai cái khác nhau. Và trong cái hoàn cảnh này, hai vị quan cộng với vua Achazia là một con người không vâng phục, cũng không vâng lời, xích mé phạm thượng, coi thường người của Đức Chúa Trời. Và có mưu ác để diệt đấng được sức giàu nữa. Và chính vì vậy mà Chúa đã đứng ra bảo vệ, dùng lửa của ngài để bảo vệ Eli. Còn người quan thứ ba đã được Chúa che chở, Chúa đã ban phước và giữ mạng sống của ông ta. Còn vua Achazia thì kết cục rất là bi thảm. Hai lần lời Chúa phán người phải chết, ba lần phép lạ xảy ra. Hai lần đầu tiên phép lạ lửa từ trời,
mà ông ta quên mất cái lửa ở tại núi Carmel. Bây giờ một lần nữa lửa xảy ra mà ông ta không chịu ăn năn. Bởi vậy cho nên ông ta đã chết một cách rất là đau đớn. Dạ, bởi lời phán của Chúa. Bởi vậy cho nên nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta bài học của vua Achazia. Nhớ, khi cứng lòng thì ơn Chúa đến, chúng ta càng cứng hơn. Còn nếu mà có lòng tốt, thật thà, mềm mại thì sẽ kết quả nhiều hơn cho nước của Ngài, cho danh của Chúa. Chúa ban ơn cho bạn trong năm nay 2021 này, trong danh Jesus Christ. Amen. Chào anh chị em, lại một lần nữa chúng ta tới 100 câu hỏi khó nhất. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau xem câu số 60. Câu nói rằng làm thế nào để tôi có thể chiến thắng tội lỗi. Thì chúng ta được biết rằng là sự cám dỗ tội đã luôn ẩn náu ở bên trong mỗi chúng ta. Và lời Chúa nói trong sách Gia Cơ rằng mỗi khi ai bị cám dỗ thì thường mắc phải tư dục của mình. Tư dục cứu mang sinh ra tội ác được chọn sinh ra sự chết. Thế cho bản thân đối với tôi đó, kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, thì tội nó giống như ghẻ vậy. Chúng ta càng gãi đó, thì nó càng ngứa, càng gãi nó càng phá, càng chảy máu nhiều hơn. Thế chúng ta cần phải có sự khôn ngoan đối xử, cách xử lý tội như thế nào. Thứ nhất, bản thân đối với tôi kinh nghiệm đó, là khi chúng ta phạm tội thì lời Chúa dạy chúng ta rằng hãy ai xưng tội của mình ra thì Ngài là thành tín công bình tha mọi tội cho chúng ta và rửa sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác. Như vậy, đối với để mà chiến thắng tội lỗi chúng ta khi đã phạm, đó là xưng tội của mình và nhờ cậy huyết Chúa Giêsu để rửa sạch, lời Chúa hứa là Ngài sẽ xử lý. Điều thứ hai là trong Thi Thiên dạy chúng ta rằng là David nói rằng là tôi luôn đặt Chúa trước mặt tôi để tôi không bị rúng động và làm cho xác của tôi được khỏe mạnh, linh hồn, tâm hồn, tâm thần tôi được vui vẻ, khoái lạc. Thế đặt Chúa trước mặt có nghĩa là gì? Là sự ca ngợi, tôn vinh, sự cảm tạ luôn luôn. Và khi chúng ta làm điều đó thì Chúa luôn luôn ở trước mặt chúng ta. Và khi Chúa trước mặt chúng ta rồi thì chúng ta không còn nhìn thấy xung quanh nữa. Cái điều thứ ba mà lời Chúa dạy rất là quan trọng đó là tôi giấu, David nói trong Thi Thiên 119 câu 11 là tôi giấu lời Chúa ở trong lòng tôi. Còn David thì nói rằng đặt Chúa trước mặt là Thi Thiên 16 câu 8. Còn giấu lời Chúa trong lòng tôi là Thi Thiên 119 câu 11. Có nói rằng tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội. Giấu lời có nghĩa là thế nào? Giấu lời Chúa trong lòng có nghĩa là thế nào? Là suy ngẫm lời đó ngày và đêm. Lời luật pháp, lời Chúa không xa khỏi miệng chúng ta. Hãy suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Và khi lời Chúa được giấu trong lòng của mình đó, thì Joseph khi giấu lời Chúa trong lòng thì khi bị cám dỗ, vợ của Potiphar muốn cám dỗ để ăn ngủ phạm tội tà dâm với ông đã có lời Chúa để kháng cự, ông ta đã bỏ trốn, bỏ chạy khỏi cái tội đó, thà mất áo mà chạy thoát khỏi tội còn hơn là giữ cái áo đó ở trong tội lỗi và phạm tội, mất cả linh hồn của mình nữa. Giấu lời Chúa là như vậy. Một điều thứ tư mà tôi thấy cũng có tác dụng rất là nhiều trong sách Philip đoạn 4 câu 8. Và Galati cũng nói rằng hãy đi theo Đức Thánh Linh. Đó là cái gì? Là hãy nghĩ những sự ở trên trời. Hãy tìm kiếm những sự ở trên trời. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài, thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Thật ra khi mở mắt đầu tiên mà chúng ta đi tìm kiếm những cái dưới đất này, chúng ta đọc những thông tin, chúng ta gặp sự tranh cạnh nhau, và lúc ấy tâm hồn chúng ta sẽ bị bối rối, sẽ bị hoảng loạn lắm. Thành ra trong con người của chúng ta, như Phaolô nói đó, ở trong con người chúng ta luôn tồn tại hai con người, một là thuộc linh, hai là xác thịt. Thành ra nếu chúng ta nuôi con người nào buổi sáng đồ ăn gì thì người đó sẽ khỏe hơn người kia. Nếu chúng ta nuôi con người xác thịt mình, tất cả những tư tưởng xác thịt, thì nó sẽ khỏe, nó sẽ lấn át cái người thuộc linh. Còn nếu chúng ta nuôi con người thuộc linh chúng ta bởi lời của Ngài này, bởi sự thanh sạch này, bởi sự công bình này, bởi những lời dạy dỗ từ trời này, thì con người thuộc linh chúng ta sẽ khỏe. Và cái đó là cái mà khiến cho cả một ngày hôm đó chúng ta luôn luôn được sự kêu gọi của trời lôi kéo chúng ta và hướng chúng ta về nơi đó. Chúng ta sẽ tránh được những cạm bẫy của ma quỷ. Lời Chúa giúp chúng ta chiến thắng được kẻ thù nghịch này, khôn ngoan hơn cả kẻ dạy của mình này. Rồi lời Chúa giúp cho chúng ta khôn ngoan hơn cả kẻ già cả nữa. Thật ra lời Chúa cực kỳ là quan trọng. Hãy suy nghĩ, hãy đọc lời của Ngài, hãy giấu lời Chúa trong lòng, hãy đặt Chúa trước mặt của mình
Và có một cô ở bên trong cô tín đồ trong hội thánh tôi bên Nga, cô nói rằng mục sư bây giờ phải làm sao để thắng được tội lỗi. Tôi đã rót một cốc nước thật đầy và nói rằng em hãy đi cầm cốc nước để không để cho sóng đi xung quanh nhà thờ, xong quay trở lại mục sư sẽ cầu nguyện cho em. Cô vừa đi như vậy để cho nó không sóng, tôi rót rất là đầy. Cô vừa đi vừa nhìn cái cốc nước như vậy, và trong lúc cô đi như vậy tôi nói với những bạn thanh niên khác là ê đi, nói xấu cô đi, la hét đi. Và khi cô quay trở lại đưa cho tôi cốc nước, tôi nói rằng là thế em giữ cốc nước để không bị sóng và giọt nào đúng không? Cô nói là đúng vậy, em phải giữ rất là cẩn thận. Và tôi mới hỏi cô ấy là thế vừa rồi em có nghe cái bạn này bạn kia nói xấu gì về em không? Cô nói rằng không. Tôi hỏi vì sao em lại không nhìn thấy? Cô nói rằng bởi vì em để ý vào đây, em để ý vào cốc nước này để cho không bị sóng một giọt nào, cho em đã không để ý những người xung quanh. Và tôi trả lời cho cô ấy rằng đó chính là như vậy đấy. Cái gì mà em tập trung vào thì em sẽ không còn để ý những cái khác. Thành ra là nếu em tập trung vào sự sức giàu, để em tập trung vào Đức Chúa Trời, em tập trung vào lời của Đức Chúa Trời và những gì mà ở trời đó, thì những cái của đất này, những cái tội lỗi, những cái sự cám dỗ này em sẽ chiến thắng được. Đó chính là nguyên tắc mà làm thế nào để chúng ta chiến thắng được tội lỗi. Nguyện Chúa ban ơn cho bạn. Nhớ, thứ nhất, khi phạm tội xưng tội của mình ra. Thứ hai, đặt Chúa luôn luôn trước mặt mình. Thứ ba, giấu lời Chúa trong lòng của mình. Và thứ tư là luôn luôn suy nghĩ bằng tâm trí của mình, tìm kiếm những sự trên trời, những sự thanh sạch, những sự đáng tin, những sự mà công bình. Và cái đó là cái mà sẽ giúp chúng ta chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Nguyện Chúa ban ơn cho bạn. Trong danh Giê-xu, Amen. Chào anh chị em, chúng ta cùng vào bài học số 84. Trong bài học số 84 này, sách Công vụ Các Sứ đồ đoạn 13 từ câu 1 cho đến câu 3 dạy chúng ta khá nhiều những bài học trong đoạn ngắn này. Tôi xin đọc đoạn Kinh Thánh để mang tới sự dạy dỗ cho mỗi chúng ta. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, một loạt phía dưới đó là liệt kê ra tên của những con người đó là Barnaba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Chúng ta được biết Saul được Chúa kêu gọi làm sứ đồ cho dân ngoại sau này. Rồi Barnaba đó là cái người mà được gọi là con trai của Đấng Yên Ủi cũng là sứ đồ, đã đi tới đồng vắng Arabi để tìm Phaolô và mang về. Ở đây người ta nói rằng là các nhà sử gia cho rằng là ở đây họ đã hầu với Chúa trong hội thánh Antioch khoảng chừng một năm. Bài học đầu tiên mà tôi muốn kêu gọi mỗi chúng ta và nhắc nhở chúng ta học bài học là hãy hầu việc Chúa trong cái ơn mà Ngài đã ban cho bạn. Đừng có đợi cho tới khi nào được sức giàu làm sứ đồ tôi mới hầu việc. Và đây chúng ta nhìn thấy rằng là Barnaba, chúng ta nhìn thấy rằng Saul mặc dù biết được sự kêu gọi của Chúa tương lai như thế nào, nhưng mà bây giờ đó họ vẫn sẵn sàng bước vào sự phục vụ của thầy giáo dạy thánh kinh ở trong một hội thánh địa phương, rồi là tiên tri, sử dụng ân tứ tiên tri trong hội thánh địa phương. Họ ở trong một hội thánh địa phương nào đó chứ không phải là sứ đồ lông bông. Tôi đã từng gặp những cái con người mà đưa cái cạc cho tôi là sứ giả phục hưng, rồi mục sư quốc tế, hay là người sứ giả phấn hưng, vân 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 và vân. Nhưng mà cuối cùng nhìn lại đó, chân không chạm đất, họ không có một cái gì cụ thể ở một hội thánh địa phương nào cả. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Saul và Barnaba hầu vì Chúa trong một thánh địa phương. Chúng ta lại đi tiếp này. Đương khi môn đồ thờ phụng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Barnaba và Saul đang làm công việc ta đã gọi làm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã được biết trong khi mà Chúa đi thi hành công vụ dưới đất này, đã có lần Chúa nói rằng mùa gặt thì chúng mà con gặt thì ít, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt tới cánh đồng của mình. Và chúng ta đi tìm kiếm, bản thân tôi cũng đã tìm kiếm biết chủ mùa gặt là ai. Và ngày hôm nay qua đoạn Kinh Thánh này, chúng ta một lần nữa nhìn thấy rõ Đức Thánh Linh chính là chủ của mùa gặt. Chúng ta để ý thấy ở đây là đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn. Kiêng ăn không phải làm cho Chúa yêu mình hơn, nhưng kiêng ăn giúp cho mình,
giúp cho con người chúng ta càng ngày càng được nghe tiếng Chúa phán rõ hơn. Sự kiêng ăn là một trong những cách để hạ mình. David đã rằng: tôi kiêng ăn để hạ linh hồn của tôi xuống, tôi kiêng ăn để ép linh hồn của tôi. Thành ra sự kiêng ăn là một trong những phương cách để chúng ta hạ con người xác thịt của chúng ta xuống. Và trong khi chúng ta hạ mình xuống như vậy, thì Kinh Thánh chép rằng Chúa ban ơn cho những kẻ khiêm nhường và chống cự lại những kẻ kiêu ngạo. Và trong lúc thờ phượng Chúa là dâng cho Ngài những sự tốt đẹp nhất. Kiêng ăn có nghĩa là hạ mình xuống thấp nhất. Thì lúc này Đức Thánh Linh phán gì? Hãy để riêng Barnabas và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đây chính là lời của chủ mùa gặt. Và Chúa đã chọn Barnabas và Saulơ cho cánh đồng của thế giới này, cho cánh đồng của người ngoại. Thành ra ở đây chúng ta lại càng một lần nữa xác nhận rằng Đức Thánh Linh chính là chủ của mùa gặt mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt từ cánh đồng của mình. Cảm ơn Chúa. Dạ, lời Chúa phán như vậy, nhưng mà họ không có dừng lại như vậy. Và Kinh Thánh chép rằng là sau khi kiêng ăn cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay lên hai người rồi để cho đi. Hãy nhớ, họ được xác nhận chức vụ, họ được đặt tay rồi họ mới ra đi. Đây là bài học rất là quan trọng cho mỗi chúng ta. Một là người hầu việc Chúa, hãy sử dụng ân tứ mà Chúa ban cho để hầu Chúa ngay bây giờ. Đừng đợi cho tới khi tôi phải là ông này ông kia thì mới làm việc. Điều thứ hai là sự kiêng ăn cầu nguyện. Và Đức Thánh Linh đã phán, chính Đức Thánh Linh là chủ của mùa gặt, Ngài sẽ sai bạn, sai tôi vào cánh đồng của Ngài. Và điều thứ ba là đừng có tự vỗ ngực xưng mình là giáo sư, xưng mình là mục sư hay xưng mình là sứ đồ. Dạ, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Và khi những con người được Chúa ban ơn cho họ, Chúa nhắc nhở họ cũng như là nhắc nhở vào lòng của bạn. Và khi bạn đứng ở trong cùng một đội ngũ, những người đó họ đặt tay lên bạn và họ đứng ủng hộ trong chức vụ của bạn, họ cùng cầu nguyện cho bạn, cùng yểm trợ và họ sai bạn đi, thì lúc đó bạn sẽ mang kết quả cực kỳ lớn. Hãy nhớ, bạn không làm việc một mình. Và chính vì vậy mà chúng ta cần học cái đoạn Kinh Thánh này, một chân lý rất là quan trọng cho mỗi chúng ta. Đức Thánh Linh chính là chủ của mùa gặt và những điều gì Ngài đã ban chúng ta ở trong câu Kinh Thánh này. Hãy nhớ, sự đặt tay ở trong này rất là quan trọng. Sau khi Chúa đã phán rồi thì họ rất cần sự đặt tay xác nhận. Chúa đã đặt tay qua Phaolô trên Timôthê, qua hội trưởng lão trên Timôthê, rồi Phaolô cùng với những người đồng hành với mình đã giảng dạy và họ đã lựa chọn những người trưởng lão và đặt tay lên trên đó. Sự đặt tay cực kỳ là quan trọng. Hãy nhớ, chúng ta học điều mà ngày hôm nay cần được học. Một, người hầu việc Chúa hãy sẵn sàng hầu việc trong mọi hoàn cảnh. Hai là kiêng ăn cầu nguyện và Đức Thánh Linh chính là chủ của mùa gặt, sai con gặt tới cánh đồng của mình và đợi những gì mà Chúa muốn. Điều thứ ba là hãy cầu nguyện cho tới khi mà có sự đặt tay xác nhận và bạn sẽ ra đi trong ơn quyền. Bàn tay cầu nguyện chúc phước cho bạn, bàn tay cầu nguyện chuyển giao sự sức giàu, giống như Môi-se đã đặt tay lên trên Giô-suê và Giô-suê được đầy dẫy thần của sự khôn ngoan, thì bạn cũng cần phải như vậy. Cần sự cầu nguyện đặt tay của hội trưởng lão, cần sự đặt tay của những con người được ơn trên bàn để bạn nhận uy quyền. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta bài học ngày hôm nay, trong danh Giê-xu, Amen. Xin chào anh chị em yêu dấu, chúng ta lại đến với lời của Chúa trong sách Công Vụ đoạn 14, câu 8 đến câu 20. Đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, kể cho chúng ta biết rằng sự việc xảy ra với Barnabas và Sauler như thế nào. Và nó dẫn tới cho chúng ta một bài học: bạn được quyền lựa chọn hoặc là vòng hoa của thế gian này trao cho bạn, hay là bạn sẵn sàng vâng lời Chúa để bị chịu ném đá. Chúng ta cùng nhau xem Công Vụ đoạn 14 từ câu số 8 trở đi. Tôi không đọc hết cả câu đoạn này từ câu số 8 cho đến câu số 20, nhưng mà sẽ tóm tắt những cái câu nào đặc biệt nhấn mạnh vào chủ đề chúng ta đang nghiên cứu. Tôi sẽ đọc, tôi kể qua. Đến thành Lystra có một người bị liệt chân, và người này què từ lúc mới sinh. Và khi ngồi nghe Phaolô giảng lời của Đức Chúa Trời, nhớ này, Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe khi lời Chúa được giao truyền. Khi người què này lắng nghe một cách chăm chú những lời Phaolô giảng thì đức tin chữa lành tới với ông.
Và Phaolô khi nhìn thấy đức tin ở trong người què này, ông ta đã nói lên hãy đứng dậy và bước đi. Và người què này đã nhận được sự chữa lành. Đức tin của ông ta đã chữa lành ông khi ông nắm vào Đức Chúa Trời. Và khi một người từ thuở lọt lòng, bẩm sinh, bị què mà bây giờ được chữa lành, hàng 30 năm người ta không hề nhìn thấy anh chàng đi được, và bỗng nhiên bây giờ được chữa lành, nhảy một cái mà đi, thì dân chúng lập tức tiếng lành đồn xa. Và thầy kinh chép rằng là những cái người thầy tế lễ ở trong cái đền thờ, thờ các tà thần tại nơi đó mới chạy ra. Và cái đền thờ đó, đó họ thờ hai cái vị thần, và họ nghĩ rằng Phaolô là một vị thần và Baraba là một vị thần. Và Kinh Thánh câu số 12 nói rằng chúng bèn xưng Baraba là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercure vì là người đứng đầu giảng đạo. Tiếp theo, thầy cả của thành Jupiter có miếu nơi cửa thành đem bò đực này, chàng hoa đến trước cửa muốn đồng lòng với đoàn dân dâng cho hai ông này một cuộc tế lễ. Wow, chàng, đây là một cái điều mà thế gian họ mang tới khi nhìn thấy phép lạ, nhưng nhìn sâu xa kỹ hơn là một cái bẫy mà ma quỷ đang tìm cách cản trở công việc mà Chúa đã kêu gọi Barnaba và Saul vào cánh đồng của mùa gặt. Chủ mùa gặt đã sai họ đi, và bây giờ chủ của thế gian này tìm cách cản trở bằng cách gì? Qua một phép lạ rất là hiển nhiên, rất là rõ ràng. Từ cái lòng biết ơn và ngạc nhiên của dân sự, ma quỷ đã tìm cách đưa tà linh vào trong cái việc làm. Nó mang của lễ tới để dâng cho hai ông nhé. Nó đeo tràng hoa định trên cổ của ông ấy nhé. Rồi định phong cho ông hai ông này là những vị thần ở trong miếu mà họ thờ này. Lắng nghe, nếu như Phaolô và Barnaba mà có một cái tư dục xấu, thích tôn vinh bản thân mình, thì trúng bẫy của ma quỷ. Có nghĩa là tôi và bạn ngày hôm nay sẽ không bao giờ được cứu rỗi, bởi vì chính Phaolô và Barnaba đã mang tin lành tới ông châu, đã mang tin lành cho dân ngoại. Và cảm ơn Chúa, lúc này là lúc mà Phaolô và Barnaba đã đến. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ, và với tấm lòng của một sự khiêm nhường, họ từ bỏ mọi sự để hầu việc Chúa. Họ không dạy gì để tiếp nhận cái vòng hoa và của lễ mà ma quỷ qua con người mang tới. Rồi Kinh Thánh chép rằng là hai sứ đồ đó bèn xé áo đứng trước đám đông, nói rằng tôi chỉ là người phàm thôi, tôi chỉ là cái người mà không ra gì hết. Và chính vì điều đó, mọi người dân bắt đầu lắng nghe hai ông giảng về tin lành, giảng về Đức Chúa Trời, giảng về tình yêu, giảng về sự nhân từ. Và lúc này ma quỷ lộ bộ mặt thật của nó, và từ trong đám người đó xuất hiện một số người Giuđa đến thành Antioch, và họ đã xúi dục những người trong đám đông này. Kinh Thánh câu số 19 là bấy giờ có mấy người Giuđa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Có nghĩa là đã có những điệp viên được cài đi sau những cái chuyến đi của hai ông này để tìm cách phá. Chúng ném đá Phaolô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành, vì Phaolô là người mà giảng, Phaolô là cái người mà đứng ra giảng đạo, thành ra là sẽ bị tấn công đầu tiên và bị đả đáp kinh nhất. Hay là hãy nhớ, bất cứ người nào được Chúa sức dầu làm người lãnh đạo thì đều là những người lãnh đạn hết, và Phaolô là người đã chịu lãnh đạn bây giờ. Ném đá và tưởng chết, kéo ra ngoài thành, nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và lại vào trở thành, vào cái thành đó giảng tiếp. Bữa sau người đi với Barnaba đến thành Bẹp Bơ. Đẹp Bơ. Ok, qua câu chuyện này chúng ta học được bài học gì? Chúng ta học được bài học rằng là sự kiêu ngạo rất dễ bị cắn câu. Bất cứ một cái miếng mồi nào thì ở trong cái mồi đó có lưỡi câu, và con cá đói sẽ lao tới. Thành ra con người chúng ta có tính tư dục từ bên trong, rất thích kiêu ngạo. Thành ra nếu chúng ta không diệt cái tư dục đó thì cái bẫy mà ma quỷ giăng ra, chàng ở vòng hoa đội ở cổ, rồi của lễ, họ sẽ đặt chúng ta lên mâm để họ thờ lạy. Nhưng Phaolô nhất định không. Ông ấy đặt sự đời đời hơn là cái đời này. Ông ta đặt Chúa Trời hơn là mình được tôn sùng làm Chúa. Và chính vì vậy mà
thái độ của thế gian và dân gian quay ngược lại 180 độ. Ma quỷ không làm được điều mà nó tôn sùng chúng ta, thì nó tìm cách nó hủy diệt chúng ta. Và họ đã ném đá Phao-lô, những Chúa ở cùng. Và cho nên ngày hôm nay chúng ta học được bài học là đừng có bị mắc bẫy ma quỷ, đừng để cho người ta tôn sùng mình làm thần tượng, và đừng tự làm mình trở thành thần tượng. Thà tôn vinh Chúa, sự vâng lời Chúa tốt hơn của tế lễ, còn hơn là sự tán tụng của con người. Lúc thì họ vỗ tay kêu hosanna, lúc thì họ sẽ la hét đóng đi nó chưa tập tự giá. Đừng chạy theo đám đông, đừng chạy theo con người, mà hãy chạy theo Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, sẵn sàng trả giá cho điều đó, bởi vì sự vâng lời tốt của tế lễ. Hôm nay chúng ta học được bài học của Phao-lô và Barnabas trong chuyện xé áo, ăn năn và công bố mình là người phàm và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chúa ở cùng mỗi chúng ta. Kết thúc bài học 83-84, hôm nay chúng ta học được hai cái điều mà tôi muốn tóm gọn lại rất là hay. Một là tấm gương vua Achasia là cứng lòng đến chết mà vẫn không chịu ăn năn. Đức Chúa Trời qua tiên tri của Ngài báo cho ông hai lần, rồi hai lần ông nhìn thấy phép lạ. Quan, hai vị quan cộng với lại 100 lính sai tới hai lần đều bị lửa từ trời thiêu nuốt. Thế mà ông ta vẫn tìm cách chống cự lại Đức Chúa Trời một cách quyết liệt, chống cự Chúa cho đến chết. Bởi vậy cho nên bài học của chúng ta không nên chống cự Chúa cho đến chết. Chống cự Chúa cho đến chết để làm gì? Và chúng ta cần phải sợ đấng đó. Thế giới này, thế gian này, khó khăn này, nó có thể giết chết chúng ta nhưng không thể quăng chúng ta vào địa ngục được. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đáng phải sợ. Thành ra bài học của vua Achasia dạy chúng ta rằng là đừng có cứng lòng, hãy mềm lòng lại mà ăn năn kịp, bởi vì ngày hôm nay là ngày của sự cứu rỗi. Bài học thứ hai, bài học của Phao-lô và Barnabas, đừng tiếp nhận vòng hoa của dân gian, vì gian như thế cho nên là gọi là dân gian. Đừng tiếp nhận của lễ mà thế gian nó dâng lên, bởi vì thế gian là gian như thế và sớm muộn gì nó sẽ hất mình và đập chết mình. Tốt nhất là hãy đi theo Ngài, hãy vâng lời Ngài, bởi vì sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta trong năm 2021 này, dầu thế gian này có thay đổi, dầu núi rời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Chúa không bao giờ thay đổi khỏi mỗi chúng ta. Đặc biệt tôi muốn nhắn gửi tới hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Sion có thể bị rúng động, nhưng Sion thuộc linh là hội thánh của Ngài, là thân thể đấng Christ mà Chúa làm đầu, không bị rúng động. Thành ra trong hoàn cảnh hỗn loạn, khó khăn xung quanh, khắp thế giới đang bị đảo lộn, rồi dịch lệ độc hại, rồi virus COVID-19 đang tấn công. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rằng khi những người mà nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan xây cất nhà trên đá, nước xa, gió lay xô động, động đất, không làm thiệt hại gì hết. Thành ra cuối cùng tôi kêu gọi chúng ta quay trở về, nghe lời Ngài và làm theo. Và hãy nhớ, ngày lễ vượt qua, khi dân Do Thái bôi huyết chiên con lên trên bậu cửa, thì bất cứ nhà nào có được bôi huyết là nhà nó được bảo vệ khỏi thần chết. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng nhờ cậy ơn của Chúa, lấy huyết của Ngài mà đã đổ ra trên thập tự giá, huyết của chiên con bôi ở trên mỗi một con người trong gia đình chúng ta, trên gia đình của mỗi chúng ta. Và huyết đó bôi ở chỗ nào thì ở chỗ đó có một sự bảo vệ chắc chắn từ Chúa đến trên đời sống của mỗi chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta. Chúc anh chị em một ngày thật là vui vẻ, một năm mới thật là thành công, vì Chúa ở cùng mỗi chúng ta. Danh của Ngài Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đừng có sợ.